Từ khi sâm Ngọc Linh, sâm Việt Nam được chính phủ công nhận là sản phẩm quốc gia vào ngày 5 tháng 6 năm 2017, vùng sâm Ngọc Linh đã được mở rộng hàng nghìn hecta, phát triển dưới tán rừng nguyên sinh. Cây sâm giờ đây đã khẳng định được vai trò nhân văn trong việc chăm sóc sức khỏe con người, bảo vệ môi trường sinh thái và đặc biệt là giúp người dân vùng núi làm giàu bền vững. Bình minh ngày mới, những tia nắng ấm xuyên qua tầng mây, sưởi ấm dãy núi Ngọc Linh hùng vĩ. Từ giá trị kinh tế siêu lợi nhuận sâm Ngọc Linh đem lại, những ngôi làng đã khoác trên mình gam màu áo mới, đầy màu sắc của sự ấm no. Tắc Lang được mệnh danh là làng của những tỷ phú trồng sâm. Làng này có nhiều hộ gia đình đang nắm trong tay hàng trăm nghìn cây sâm đang sinh trưởng trên rừng nguyên sinh. Để dựng được những ngôi nhà xây kiên cố trị giá cả tỷ đồng, mọc lên giữa đại ngàn cao vút, hay sắm những chiếc ô tô sang trọng, tất cả là nhờ cây sâm Ngọc Linh, sâm Việt Nam. Trong quá khứ, người Xê Đăng đã biết về công dụng tuyệt vời và giá trị của cây thuốc dấu, nên đã ra sức giữ gìn, bảo tồn cả ngàn năm qua. Ngày nay, con cháu họ đã biết tận dụng vị thế sâm Ngọc Linh, sâm Việt Nam là một trong năm loài sâm quý nhất trên thế giới, để đổi thay cuộc đời từ nghèo khó lên giàu sang. Cây sâm Ngọc Linh hiện phát triển trên diện tích hơn 1.300 hecta ở độ cao từ 1.100m đến 2.400m tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam và một số địa phương lân cận. Từ ngày được công nhận là sản phẩm quốc gia, đã đưa thương hiệu cây sâm tăng cao, sánh ngang với giá trị đặc hữu mà nó mang lại cho sức khỏe con người, bảo vệ thiên nhiên và làm giàu cho xã hội. Ở thời điểm hiện tại, 1kg củ sâm tươi có giá bán từ 70 đến 500 triệu đồng tùy theo độ tuổi, trọng lượng mỗi củ. 1kg lá sâm tươi có giá hơn 8 triệu đồng, một cây sâm giống 1 năm tuổi có giá 350.000 đồng. Sâm chính là cây dược liệu số 1 đem lại giàu có, ấm no cho người dân. Vì thế mà người Xê Đăng, Ca Dong ở Nam Trà My đã chú trọng đến việc trồng sâm. Họ xem đây là con đường duy nhất để làm giàu nhanh chóng nơi dẻo cao này và ngày đêm túc trực trên các vườn sâm quý để thay nhau canh giữ, chăm bón, bảo vệ nghiêm ngặt. Từ những mầm chồi non tơ nhúm mọc vào giữa mùa xuân ấm áp, được bàn tay con người nâng niu sau gần một năm, cây sâm lại đơm hoa kết trái, cho hạt giống chĩu cành. Những hạt sâm đỏ mọng, căng tròn được thu hoạch đem gieo trực tiếp vào đất mùn, và sau khoảng 6 tháng sẽ cho những lứa sâm giống chất lượng cao để phát triển vùng sâm nguyên liệu. Năm 2018, diện tích trồng sâm dưới tán rừng nguyên sinh tại xã Trà Linh đã tăng hơn 200 hecta và các xã Trà Nam, Trà Cang tăng khoảng 15 hecta. Cùng với đó, huyện Nam Trà My cũng quy hoạch 15.000 hecta đất dưới tán rừng tại 7 xã để trồng sâm. Khi những vườn sâm Ngọc Linh, sâm Việt Nam được mở rộng, đồng nghĩa với nghèo đói được đẩy lùi và số gia đình tỷ phú cũng sẽ tăng lên nhiều hơn. Đây đang là hiện thực chứ không chỉ còn là một giấc mơ xa vời. Mà khi đã phát hiện cây sâm, trồng sâm, yêu sâm, quý sâm, như thế chăm sóc, bảo vệ hàng vùng trên hàng vùng, mình được có sâm để bán, để làm nhà, làm cửa, làm cái nhà là có tỷ cũng có vài trăm triệu, 700 triệu. Tỉnh Quảng Nam đã cho phép 6 doanh nghiệp lớn vào thuê dịch vụ môi trường rừng tại địa bàn Nam Trà My để tổ chức trồng sâm Ngọc Linh, sâm Việt Nam. Đây đều là những nhà sản xuất đầu tàu trong lĩnh vực trồng, khai thác, chế biến sâm nguyên liệu và sản phẩm gia tăng. Các doanh nghiệp sẽ áp dụng công nghệ nông nghiệp tân tiến của thế giới vào khâu nhân giống, trồng và khai thác một cách bền vững nhất. Cùng với đó, cũng sẽ xây dựng các nhà máy bào chế, sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, gia tăng từ sâm để tăng chuỗi giá trị và hướng đến xuất khẩu ra thị trường toàn cầu. Từ ngày cây sâm được nâng tầm về giá trị, thì về phía địa phương, huyện Nam Trà My đã tổ chức rất nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm. Trong đó, điểm nhấn là phiên chợ sâm diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 hàng tháng. Đây là nơi để người dân giới thiệu sâm củ và các sản phẩm chế biến từ sâm đến du khách, giúp công chúng có nhiều sự lựa chọn khi mua những củ sâm Ngọc Linh đẹp, chính gốc.
qua 10 phiên chợ được tổ chức, đã thu hút hơn 30.000 lượt khách trong nước và quốc tế, tiêu thụ hơn 500 kg sâm củ cùng hàng trăm sản phẩm dược liệu, nông sản đặc trưng với tổng doanh thu đạt hơn 60 tỷ đồng. Đặc biệt, vào ngày 1 tháng 8 hàng năm, huyện Nam Trà My cũng tổ chức lễ hội sâm quốc gia với rất nhiều sự kiện văn hóa, thương mại đặc sắc. Từ đây không chỉ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu mà còn thúc đẩy cho du lịch sinh thái phát triển với các sản phẩm khám phá vùng sâm gốc, khám phá núi Ngọc Linh, tìm hiểu đời sống văn hóa huyền bí của đồng bào bản địa. Thông qua đó, đã định hình nét văn hóa đặc trưng cho cây sâm Việt Nam từ các hoạt động nghệ thuật, hội chợ triển lãm, hội thi sâm để kết nối, giao lưu giữa người trồng sâm với du khách thập phương. Thật sự tôi rất là hạnh phúc khi đến với một cái hội chợ sâm như thế này và được tận mắt chứng kiến được những cái củ sâm của núi Ngọc Linh của người dân bản địa đem ra trưng bày và bán tại cái hội chợ như thế này. Và khi mà lên đến đây thì cảm giác của tôi rất là sung sướng và tôi muốn mua được tại nơi mà sản xuất ra một cái loại sâm quý như thế này. Thì chúng tôi đang cố gắng là sẽ góp phần hạn chế cái việc là sâm giả hiện nay trên thị trường. Người có nhu cầu thì có thể là đến trực tiếp ở đây để mà mua sâm hoặc là thông qua bạn bè để nhờ mua sâm. Thứ hai là kết hợp giữa cái việc bán sâm Ngọc Linh thì sẽ bán các cái loại hàng nông sản phẩm ở khu vực miền núi của Quảng Nam, của Kon Tum, Quảng Ngãi sẽ đem hàng về ở đây bán. Thứ ba đó là phát triển cái phiên chợ này để từng bước hoàn thiện để làm các cái dịch vụ kéo theo, ví dụ như là phát triển về du lịch. Đấy, thì du khách có thể là đến vừa kết hợp mua hàng, vừa kết hợp đi du lịch ở khu vực miền núi của Quảng Nam, đặc biệt là du lịch miền núi ở khu vực Nam Trà My. Nhằm ứng dụng sức mạnh của cách mạng công nghiệp 4.0 với nền tảng của công nghệ thông tin, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để nâng cao uy tín, sức cạnh tranh trên thị trường, một số doanh nghiệp tại Nam Trà My cũng sử dụng chip điện tử tiên tiến truy xuất nguồn gốc để gắn lên sản phẩm, đảm bảo chất lượng tuyệt đối cho sâm Ngọc Linh, sâm Việt Nam. Cùng với đó, huyện Nam Trà My còn áp dụng trí tuệ thông minh để xây dựng phần mềm, giới thiệu các sản phẩm sâm Ngọc Linh và dược liệu đặc trưng thông qua nền tảng mobile app để quảng bá thương hiệu kết nối toàn cầu. Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang đào tạo nhân lực cho huyện Nam Trà My về quy trình vận hành hệ thống máy kiểm định tân tiến sâm Ngọc Linh. Từ đó, tất cả lượng sâm nguyên liệu trước khi đưa ra thị trường sẽ được nhận dạng và dán tem để bảo vệ thương hiệu, bảo vệ người tiêu dùng. Ngày 28 tháng 12 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ ban hành quyết định phê duyệt đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia sâm Việt Nam, sâm Ngọc Linh. Thuộc chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020, mục tiêu của đề án này là nhằm phát triển khoảng 50 tấn dược liệu sâm Việt Nam trên một năm và tăng lên khoảng 500 tấn trên một năm vào năm 2030. Phát triển cây giống sâm Việt Nam chất lượng cao đạt tổng quy mô 5 triệu cây giống trên một năm. Thu hút ít nhất 10 doanh nghiệp đầu tư sản xuất thương mại sản phẩm từ sâm Việt Nam đạt doanh thu không dưới 2.000 tỷ đồng trên một năm. Như vậy, với cơ chế thông thoáng cùng mục tiêu hết sức rõ ràng sẽ là cơ hội rất lớn để sâm Ngọc Linh, sâm Việt Nam khẳng định vị thế là cây dược liệu hàng đầu Việt Nam. Trồng và phát triển cái sâm Ngọc Linh ở dưới tán rừng thì vừa góp phần là tạo được cái giá trị gia tăng rất là cao, phát triển cái đời sống. Và đồng thời hơn, nó lại giúp bảo vệ môi trường, giữ gìn cái tán rừng độ che phủ. Và thông qua đó thì chúng ta có được một cái giải pháp hết sức quý báu trong cái phát triển kinh tế một cách bền vững. Chúng ta hoàn toàn có thể đặt một cái vấn đề là làm sao xem xét một cách thấu đáo để cái khả năng di thực tại những cái vùng có cái độ cao tương tự và có cái tiểu khí hậu cũng như là cái thổ nhưỡng tương tự này để tạo ra cái cơ hội có thể mở rộng ở cái quy mô khác đối với chúng ta. Cây sâm Ngọc Linh, sâm Việt Nam được khoa học chứng minh thành phần dược chất saponin có tác dụng phòng chống ung thư, bảo vệ tế bào gan, cải thiện suy nhược thần kinh, kháng các độc tố, tăng cường sắc đẹp phái nữ, chống lão hóa, oxy hóa. Vì vậy đã có nhiều doanh nghiệp lớn tham gia nghiên cứu chế biến sâm nguyên liệu thành sản phẩm rượu sâm, viên ngậm, thực phẩm chức năng, sâm ngâm mật, nước tăng lực, trà túi lọc, kẹo sâm, vân vân. Các doanh nghiệp trồng sâm cam kết xây dựng các nhà máy chế biến dược liệu với dây chuyền công nghệ cao để tạo ra những sản phẩm gia tăng ngay tại địa bàn Quảng Nam.
Đây chính là chiến lược khai thác bền vững giá trị sâm Ngọc Linh để tạo ra hàng nghìn sản phẩm cung cấp cho thị trường trong nước và quốc tế. Qua đó sẽ đưa thương hiệu sâm Việt Nam trở nên nổi tiếng khắp các châu lục và thể hiện được trí tuệ của người Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ dược phẩm, mỹ phẩm. Có những cái sản phẩm thật đặc thù, sản phẩm thực sự có chất lượng thì chúng ta mới bán được. Thì ngành y tế chúng tôi thì có thuốc, có thực phẩm chức năng, có mỹ phẩm. Đó là những lĩnh vực mà tạo ra cái đầu ra rất quan trọng. Thế thì trước mắt là chúng tôi phối hợp với các bộ để đưa ra được những cái sản phẩm thực sự là có cái chất lượng trên thị trường. Hiện nay, hạ tầng vùng sâm Ngọc Linh đang được triển khai thi công, trong đó sẽ đưa vào hoạt động hai tuyến đường quan trọng gồm Tắc Pong, Tắc Ngo và Trà Linh, Măng Lùng. Đây là cung đường chiến lược có vị trí cực kỳ quan trọng để thúc đẩy giao thương vùng sâm phát triển, mời gọi các nhà đầu tư vào khai thác thế mạnh sâm Ngọc Linh, sâm Việt Nam và tạo điều kiện cho khách du lịch dễ dàng khám phá vùng đại ngàn Ngọc Linh. Đầu tháng 8 năm 2018, Ủy ban Dân tộc Trung ương sẽ phối hợp với tỉnh Quảng Nam tổ chức diễn đàn phát triển dân tộc thiểu số với chủ đề hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số thông qua phát triển chuỗi giá trị sâm Ngọc Linh. Nội dung trọng tâm là bàn về giải pháp di thực sâm Ngọc Linh đến 122 huyện miền núi ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên để mở rộng diện tích trồng sâm, đảm bảo nguồn nguyên liệu dồi dào, phục vụ nhu cầu cho nhiều thành phần xã hội. Tại Hội nghị Toàn quốc về phát triển dược liệu Việt Nam tổ chức ở Lào Cai tháng 4 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sâm Ngọc Linh là quốc bảo của ngành dược liệu Việt Nam. Bởi vì cây sâm có 3 giá trị đặc hữu, đó là bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe và làm giàu cho đất nước. Chính vì thế, việc phát triển thương hiệu sâm Ngọc Linh, sâm Việt Nam sẽ gìn giữ được bảo vật dược liệu quốc gia cho muôn đời sau và góp phần vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai rất gần.